Quyền Linh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp ngày hôm nay. Thưa quý vị, đây là một chương trình có thể nói cung cấp rất nhiều cái thông tin cũng như cái kiến thức cho tất cả chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe cho chính mình và những người thân của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ một cái chủ đề rất là quan trọng thưa quý vị. Đó là chủ đề sự cần thiết phải vệ sinh vùng kính bé gái đúng cách ngay từ nhỏ. Ngay bây giờ thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 1900 1259 hoặc là 0896 509 509 quý vị nhé. Chương trình được thực hiện bởi sự đồng hành của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia. Có thể nói là cái chủ đề ngày hôm nay nó rất là nhạy cảm và cũng rất là quan trọng thưa quý vị. Không phải bất kỳ một bà mẹ nào cũng có thể quan tâm đến vệ sinh vùng kính cho bé cả. Mà nếu có quan tâm mà sai cách thì nó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của bé. Bởi vì nếu chúng ta không vệ sinh kỹ cái vùng kính của bé lúc bé còn nhỏ đó, thì cái vùng kính sẽ bị hâm đỏ nè, sẽ bị ngứa ngáy nè, rồi có thể nó còn bị viêm nhiễm rất là nhiều. Rất nhiều cái hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra nếu chúng ta không chăm sóc kỹ lưỡng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với chuyên gia của chương trình để chúng ta có thể có thêm nhiều cái thông tin cũng như nhiều cái kiến thức chúng ta bổ sung vào cái việc chăm sóc cái vùng kính cho bé. Xin giới thiệu chuyên gia ngày hôm nay, đó chính là tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Thu Hà, trưởng khoa sản N1 bệnh viện Từ Dũ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin chào Quyền Linh, chào quý khán giả chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp. Dạ, chào bác. Hôm nay thì bác có thể chia sẻ những kinh nghiệm của mình để cho những cái bà mẹ có thể chăm sóc cho bé được tốt hơn, bác sĩ nha. Trước khi đến với phần chia sẻ những kinh nghiệm từ bác sĩ Lê Thị Thu Hà thì chúng ta sẽ đến với phần tâm sự của hai bà mẹ. Tôi năm nay 28 tuổi, là nhân viên văn phòng. Tôi đã kết hôn và có một bé gái là 20 tháng tuổi. Thường xuyên trước khi đi làm là tôi hay tắm rửa vệ sinh thay bỉm cho bé. Tuy nhiên thì dạo thời gian gần đây là tôi rất lo lắng cho cái vùng nhạy cảm của bé. Tại vì bé được 20 tháng tuổi rồi thì khi mà tắm rửa thì tôi hay thấm khô, lau khô cái vùng kính cho bé. Rồi khi đi vệ sinh thì tôi cũng lau sạch sẽ. Nhưng mà khi mà từ chiều mà tôi tắm cho bé thì tới tối là thấy vùng kính bị hôi, có mùi hôi, nhưng mà tôi không biết là cái mùi hôi đó nó có bình thường hay không, hay là nó bị viêm nhiễm. Ngoài ra thì cái vùng kính đó nó còn bị hâm đỏ và ngứa. Thì tôi không biết là do mặt bỉm nhiều quá hay là do cái bỉm đó nó kém chất lượng, cho nên là bé có những cái biểu hiện vấn đề này. Tôi năm nay 35 tuổi, hiện tại công việc của tôi là ở nhà chăm sóc con cái và gia đình. Trước đây do tính chất công việc của tôi là hướng dẫn viên du lịch nên thường xuyên đi xa, không có thời gian chăm sóc con cái. Khi con tôi 2 tuổi, tôi phát hiện vùng kín của cháu ngứa và có mùi hôi. Do đóng bỉm 24/24, tôi lo quá. Từ đó tôi quyết định ở nhà chăm con luôn. Tôi tìm đủ phương pháp từ y học dân gian đến hiện đại, nhưng tình trạng của cháu cũng không có tiến triển gì. May mắn thay, tôi biết đến dung dịch vệ sinh vùng kín dành cho bé có chất xuất từ lô hội Bisabolo từ Ba Lan và nhiều thành phần khác để rửa cho bé. Hiện nay tình trạng của bé không còn viêm nhiễm và ngứa nữa, không còn mồ hôi, và tôi đã quyết định sẽ sử dụng nó thường xuyên hơn để vệ sinh hàng ngày cho bé. Như vậy chúng ta đã đến với phần tâm sự cũng như là những cái vấn đề mà hai bà mẹ quan tâm. Vậy thì xin hỏi bác sĩ Lê Thị Thu Hà là tại sao chúng ta phải chăm sóc vùng kính của bé khi mà bé còn rất nhỏ? Nếu mà không chăm sóc vùng kính ở những bé gái thì nó cũng ảnh hưởng tới cái việc mà sinh sản hay sức khỏe của bé thời gian hiện tại cũng như là về sau này của bé. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà vùng kính không được chăm sóc tốt thì em bé sẽ dễ bị viêm nhiễm. Mà tại sao em bé lại dễ bị viêm nhiễm vùng kính? Là bởi vì nó có hai lý do chính. Lý do thứ nhất là mình biết về giải phẫu á, cái bộ phận sinh dục của bé thì nó gần với lại cái hậu môn. Mà mỗi lần em bé thải phân á, thì nó gần á, thì vi khuẩn từ cái đường ruột em bé có thể qua đường sinh dục một cách dễ dàng. Mà da em bé thì mỏng, hệ thống miễn dịch của em bé thì lại kém. Trong quá trình mang thai thì người mẹ sẽ truyền cái kháng thể cho con. Và kháng thể đó gọi là kháng thể thụ động. Em bé chào đời có một cái lượng kháng thể của người mẹ truyền của mình thì chống được bệnh tật. Nhưng mà cái kháng thể nó sẽ giảm dần theo thời gian. Đến khoảng 12 tháng tuổi thì kháng thể đó gần như là thấp lắm rồi. Và em bé nó tạo ra cái kháng thể chủ động. Là những cái mũi tiêm ngừa mà mình tiêm cho em bé thì em bé sẽ tạo ra kháng thể chủ động. Mà lúc này nó chưa có đủ, cho nên vi khuẩn, virus hoặc là ký sinh trùng nó dễ xâm nhập vào vùng kính em bé. Và nó dễ viêm nhiễm, cho nên nếu mà chăm sóc không tốt thì tình trạng viêm nhiễm vùng kính em bé có thể xảy ra. Đây là một trong những vấn đề có thể nói không phải bà mẹ nào cũng biết cả. Và bây giờ chúng ta sẽ xem các bà mẹ chăm sóc con của mình như thế nào.
Khi tắm cho con thì tôi luôn dùng sữa tắm để mà vệ sinh và rửa luôn cái vùng kín cho bé. Vì tôi nghĩ là cái sữa tắm sẽ giúp cho thơm tho và sạch sẽ hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì thời gian gần đây thì vùng kín của bé vẫn có mùi hôi và bị hâm ngứa. Cho nên là tôi mới dùng cái phương pháp nhân gian hơn là tôi dùng nấu rửa bằng lá chè xanh và lá trầu. Thì tôi hy vọng là cái phương pháp này sẽ giúp cho hết được cái mùi hôi và cái hâm ngứa. Nhưng mà tôi không biết dùng như vậy có đúng cách hay không. Cái việc mà sử dụng cái lá chè xanh hay lá trầu không để mà mình nấu lên rồi mình vệ sinh em bé thì có nên hay không? Thì điều đó không khuyến khích vì những lý do sau. Lý do thứ nhất á, là cái lá, cái nguồn lá mình phải ra chợ mình mua, chứ không phải chung quanh nhà có mà mình cũng không có trồng. Mình ra chợ mình mua thì mua cái lá đó, liệu cái lá đó có bị những cái hóa chất như là thuốc trừ sâu hay cái gì nó tác hại mỗi môi trường. Cái thứ hai là mua bao nhiêu rồi nấu liều lượng như thế nào cho nó phù hợp, thì mình không có lường trước được cái liều lượng của nó như thế nào. Cái thứ ba là mất thời gian để mà làm từng lần như vậy. Cho nên cái việc mà sử dụng lá trầu không hay lá chè xanh thì ta gọi là lợi bất cập hại. Lợi chưa thấy mà nhiều khi mình làm quá nồng độ nó lại là không tốt. Cho nên cái kết quả là cháu bé nhà đó lại bị hâm đỏ, có mùi hôi. Còn cái sữa tắm thì sao? Cái sữa tắm thường thường đó là có tính sát khuẩn mạnh. Mà nếu mình dùng cho bé thì không phù hợp với lại cái da của em bé, không phù hợp với lại cái pH của em bé. Cho nên không có sử dụng như vậy. Thậm chí có nhiều người còn dùng cái nước muối á, lấy muối pha với nước. Ta nghĩ rằng cái nước muối sẽ có tính sát khuẩn cao, rồi mình nấu nước muối lên rồi mình tắm cho em bé hay là rửa vùng kín em bé. Tương tự như vậy thì cũng có nhiều bà mẹ sử dụng cái nước rửa vệ sinh vùng kín cho mình á để rửa cho em bé, thì nghĩ là vùng kín nào cũng như nhau, thì của mình sử dụng được thì của bé cũng sử dụng được. Thì cái đó cũng là một cái quan niệm mà cũng không có đúng đắn lắm. Tại vì cái nước rửa vệ sinh vùng kín của người lớn á thì cái thành phần nó khác. Ví dụ nó có thể là có mùi, có tạo bọt và cái độ pH nó cũng khác nữa. Rồi nó có tính sát khuẩn mạnh hơn. Mà nếu dùng cho em bé thì nó lại không phù hợp với em bé nhà mình. Thì những cái chuyện đó là cái chuyện mà mình thấy không nên làm. Tại sao bây giờ có rất là nhiều sản phẩm đã được nghiên cứu và được dành cho em bé. Ta sản xuất ra cái loại sản phẩm dành chuyên cho em bé thôi. Mà người ta đã nghiên cứu trên cái số đông và đã thực nghiệm và đã được chứng minh nó hiệu quả an toàn. Cảm ơn bác sĩ. Chúng ta sẽ đến với tình huống của chương trình. Chị hết hồn. Ủa mà em đây, con đâu? Con em ở nhà rồi. Hai vợ chồng gây lộn mới để con ở nhà đúng không? Phải. Hôm nay em tính qua hỏi thăm chị. Cái chuyện nó hơi tế nhị nên là không có đưa con bé qua được. Rồi xong, hiểu rồi. Em bị bệnh phụ nữ phải không? Không phải, trời ơi, chị làm giống như là chuyện tế nhị là phải hỏi chuyện phụ nữ vậy hà. Ví dụ gì? Vẫn là chuyện của phụ nữ, phụ nữ nhỏ. Rồi giờ sao nè, nam nó làm sao nè? Gái em nó bị hâm. Trời đất ơi, con nít mà hâm là chuyện bình thường, hiểu không? Em biết rồi, cũng nhiều người nói với em như vậy. Nhưng mà tại vì ngày nào nó đi học về nó cũng nói mẹ ơi, con thấy có mùi hôi đó. Rồi mẹ ơi, con thấy bị ngứa, con khó chịu. Chị thử tưởng tượng coi con gái của chị mà nó cứ khó chịu, ngứa ngáy như vậy á, chị cầm lòng được không? Con nít hả? Mà bị như vậy. Vậy là do em á. Ủa sao do em? Tự kiểm điểm bản thân mình coi là mình đã vệ sinh cho con đúng cách chưa. Em không biết nữa, em cũng nhớ là em tắm rửa vệ sinh quần áo cho con đàng hoàng. Em chưa rõ là em có làm đúng cách chưa. Nhưng mà lỡ như em vệ sinh không đúng cách rồi có để lại hệ lụy gì không hả chị? Sau khi xem tình huống thì câu hỏi đặt ra là nếu chúng ta vệ sinh vùng kín cho em bé không đúng cách, sai cách hoặc là sai những cái loại nguyên liệu như nãy bác sĩ nói thì cái hệ lụy nó có nặng nề không và nó như thế nào ạ? Nếu mà vùng kín em bé không được vệ sinh đúng cách thì cái hệ lụy nó khá là nặng nề đó. Mà đối với cả trẻ trai lẫn trẻ gái, có nghĩa là bé gái cũng bị ảnh hưởng và bé trai cũng bị ảnh hưởng nữa. Bé trai thì sao? Bé trai thì cái nhiễm khuẩn đầu tiên của nó là vùng da. Vùng da ngay cái bộ phận sinh dục của bé. Rồi sau đó lan lên mà cái vị trí thường nhất đó là da quy đầu của bé. Nó gây ra viêm da quy đầu. Và khi nó viêm thì nó phù nề, nó sưng đỏ lên và nó đau. Em bé nó tiểu rất là đau, nó không dám tiểu. Và nước tiểu nó chảy ra, nó không có chảy nguyên cái dòng mạnh mà nó chảy ngắt quãng. Rồi nước tiểu nó đọng lại trong da quy đầu. Nó làm cho vón những cái chất bẩn ở trong da quy đầu.
và làm cho viêm nhiễm nó tăng dần lên. Nếu mà mình không điều trị kịp thời thì cái viêm nó lan lên cái đường tiểu của em bé, rồi nó lan qua những cái bộ phận lân cận, ví dụ như màu tinh hay là tinh hoàn. Và nếu mà lây lan viêm nhiễm những cái cơ quan đó thì lại ảnh hưởng đến cái việc sinh sản của bé sau này. Thì cho nên cái việc bé trai mình thấy mình đơn giản lắm, mình không nghĩ là nó nguy hiểm. Yeah. Nhưng mà ảnh hưởng về sau cũng khá là nặng nề nếu không được chăm sóc tốt. Còn bé gái thì sao? Bé gái nếu mà mình không có vệ sinh đúng cách em bé, để cho em bé bị viêm nhiễm như vậy thì ở ngoài da của nó là hâm khó chịu rồi, bé ngứa, rát, đau, bé quấy khóc, ngủ không được, bú không được, ăn không được là phát triển nó không tốt rồi. Rồi viêm nhiễm tại chỗ nó làm cho tiết dịch, dịch tiết ra thì nó có mùi hôi, nó có màu, thậm chí màu xanh, màu vàng gì đó. Nó làm cho cái vùng kín lúc nào cũng ẩm ướt, bé khó chịu dữ lắm. Cái viêm nhiễm bên ngoài như thế nó có thể nó lan vô bên trong làm viêm nhiễm âm đạo. Và đối với em bé điều trị cái viêm âm đạo rất rất là khó, nó khác với người lớn. Cho nên nếu mà mình giữ không kỹ, không có làm cho sạch cái vùng kín hay là giữ không đúng cách đó, thì cái viêm nhiễm ở bộ phận sinh dục của bé trai lẫn bé gái có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của hiện tại em bé và ảnh hưởng đến sau này luôn. À, đó, các bà mẹ nhớ nha, chúng ta phải vệ sinh vùng kín cho bé phải đúng cách. Đúng cách là như thế nào ạ? Cái pH của em bé nó là nghiêng về cái trung tính. Cái niêm mạc của em bé thì nó rất là mỏng. Rồi cái da em bé rất là nhạy cảm. Cho nên nếu mà chăm sóc em bé, mình phải làm rất là nhẹ nhàng. Và người mẹ trước khi mà chăm sóc em bé phải rửa tay thật là sạch. Rồi chuẩn bị nước sạch, cái nguồn nước phải sạch sẽ. Rồi chuẩn bị cái khăn hoặc những cái vật dụng mình sử dụng, khăn phải là sạch. Rửa như thế nào? Phải rửa. Với bé trai thì nó có vẻ là đơn giản hơn. Nhưng mà với bé gái thì mình rửa phải rửa từ trước ra sau, từ trên xuống dưới, đó là nguyên tắc. Tại vì hậu môn là ở phía sau. Nếu mình đi ngược lại từ sau ra trước thì mình có thể đem vi khuẩn từ hậu môn qua vùng kín. Ở bé gái nó còn có cái kẽ của em bé thì phải rửa nhẹ nhàng vùng kẽ. Không có dùng tay hoặc là dùng cái khăn mà chà sát mạnh lên. Có thể mình dùng cái dung dịch vệ sinh chuyên biệt dành cho bé gái. Mình rửa sạch rồi mình rửa lại nước sạch nữa. Rồi dùng một cái khăn sạch khác để lau khô, mà thấm khô nhẹ nhàng. Rồi sau đó nếu những cái bé mà dưới 2 tuổi á, những bé mà chưa có ví dụ như mắc tiêu, mắc tiểu vậy phải gọi người lớn á, thì những bé đó nên đóng bỉm hay đóng tã. Trong Nam mình gọi là đóng tã cho bé. Thì đóng sạch sẽ có nghĩa là mình trước khi mà mình đóng lại đó thì mình phải giữ cho khô ráo và sạch sẽ cái vùng kín rồi đóng lại. Và dùng tã cũng không nên là mình để lâu. Ví dụ như nhiều người đã tả từ sáng đến chiều thì cái phân rồi nước tiểu nó em bé tiêu rồi tiểu trong tả đó nó lại làm nhiễm ngược trở lại cái vùng kín, nó làm dơ, làm cho nhiễm trùng. Cho nên phải thay thường xuyên. Quý Linh nghe bác sĩ tiến sĩ Lê Thu Hà nói rằng là có những cái sản phẩm chuyên biệt dành cho người lớn và trẻ em, bởi vì nếu mà không thể dùng những cái sản phẩm của người lớn cho trẻ em được, nó cũng không được. Và những sản phẩm chuyên biệt đó nó tốt như thế nào đối với trẻ? Những cái sản phẩm mà chuyên biệt dành cho trẻ thì người ta có những cái sản phẩm, ví dụ như từ cái lứa tuổi nào ta sẽ chế ra những cái sản phẩm để phù hợp với cái làn da, phù hợp với cái pH của từng trẻ, từng cái độ tuổi của trẻ. Tức là từng độ tuổi nó có một sản phẩm chuyên biệt khác nhau luôn. Đúng rồi đó. Và ngay cả sữa tắm nó cũng khác nhau, rồi cái dung dịch vệ sinh vùng kín nó cũng khác nhau nữa. Trời, vậy mà đó giờ là các bà mẹ hình như là sử dụng chỉ có một hai sản phẩm chung, người lớn cũng được là con nít cũng được luôn. Đúng thậm rồi. Chí không phân biệt độ tuổi luôn. Ở Việt Nam mình thì mình rất là dễ dãi trong việc sử dụng như vậy. Nhưng mà ở những cái nước, đặc biệt ở những nước châu Âu, họ rất là quan tâm và họ sử dụng đúng cái sản phẩm nào cho độ tuổi nào. Mình sử dụng những sản phẩm mà dành cho đúng theo cái lứa tuổi của bé, là chuyên biệt dành cho bé, thì nó cái lợi của nó có. Thứ nhất là nó an toàn. Tại vì những cái sản phẩm đó ta sản xuất ra để cho cái phù hợp với cái lứa tuổi đó thì đương nhiên nó không ảnh hưởng tới làn da của bé, không ảnh hưởng tới cái độ pH của bé và em bé cảm thấy dễ chịu, rồi nó lại hiệu quả hơn. Những sản phẩm chuyên biệt thì đương nhiên là cái tác dụng của nó trên cái mong muốn của mình đó, nó nhanh chóng và hiệu quả hơn. Ví dụ như làm cho nó khô thoáng, không có mùi hôi, làm cho nó không có bị ẩm ướt và sử dụng nó tiện lợi. Có nghĩa là mình không có phải nấu nướng, không có phải mua về từng ngày một. Và đặc biệt á, là những cái sản phẩm chuyên biệt đó phải được thử nghiệm rồi đã được sản xuất bởi những nhà máy rất là
rất là lớn hay là quy mô nó lớn và đảm bảo chất lượng và được cấp phép của Bộ Y tế của từng nước để mà cho lưu hành ở nước đó. Thì khi sử dụng sản phẩm chuyên biệt như vậy á, thì người mẹ hoàn toàn yên tâm. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Chúng ta sẽ đến với tình huống của chương trình. Island Intima Baby hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Với nhiều thành phần có nguồn gốc tự nhiên, các nhà khoa học châu Âu đã cho ra đời bộ sản phẩm làm nách không mùi, giúp giảm tiết mồ hôi và khử mồ hôi nách Aquaceline. Gồm 3 sản phẩm dùng cho người bị hôi nách và ra mồ hôi nách từ ít đến nhiều. Hiệu quả nhận thấy ngay từ lần đầu sử dụng kéo dài đến vài ngày, kể cả khi không hài lòng với lá khử mùi thông thường khác. Mang lại sự tự tin thông loạn ố vàng nách áo, thâm nách. Aquaceline, chuyên gia giảm tiết mồ hôi và khử mồ hôi vùng nách đến từ châu Âu. Aquaceline, giảm mồ hôi, khử mùi hôi. Viêm nhiễm phụ khoa là bệnh thường gặp ở phụ nữ, trong đó phổ biến là viêm lộ tuyến cổ tử cung và viêm phần phụ, gây khó chịu, mất tự tin cho chị em. Thực phẩm chức năng viên nén Nữ Vương Niu là sự kết hợp giữa Ibum Gamma và các thảo dược thiên nhiên, giúp tăng cường khả năng chống viêm và giúp làm lành các tổn thương, giúp giảm các biến chứng của viêm nhiễm phụ khoa. Nữ Vương Niu hỗ trợ điều trị chứng viêm nhiễm phụ khoa, viêm lộ tuyến cổ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đó, thấy chưa? Có nhiều hệ lụy lắm đó. Đó, còn có người thì lại bị hâm. Rồi còn tệ hơn là viêm nhiễm đường tiết niệu nữa. Trời ơi chị ơi, em không có biết là nó nặng như vậy. Rồi bây giờ con em phải làm sao đây hả chị? Còn sao nữa? Sao người ta có bệnh thì không chịu nói đi? Cứ để người ta phải hỏi rồi mới chịu nói. Đâu có. Con em vừa phát hiện ra bệnh một cái là em chạy qua em hỏi chị liền chứ bộ. May là cô chưa có mà bôi cái này đắp cái nọ lên á. Chứ không thôi là hơi mệt nha. Ồ, đúng rồi, em chưa có biết gì hết nên là em nói là để qua hỏi chị cho chắc ăn rồi mới về mới biết đường để chữa cho nó. Mình phải tìm một cái loại dung dịch vệ sinh nào chuyên biệt để vệ sinh cho bé. Ủa, em bé mà cũng có dung dịch vệ sinh chuyên biệt nữa hả chị? Trước giờ em tưởng chỉ có phụ nữ mình, người lớn trưởng thành thì mới có thôi. Hôm nay nói chuyện với chị em mới biết là cũng có cho con nít. Con nít da nó mỏng hơn mình thì đương nhiên là nó phải cần chứ. Ủa mà chị nè, bây giờ chị chỉ em coi làm sao để em có thể tìm kiếm một cái loại dung dịch vệ sinh chuyên biệt dành cho con nít. Ông xã chị phát hiện ra một loại dung dịch vệ sinh vùng kín cho trẻ em mà chuyên biệt luôn nha. Đây, để cho em mượn chứ. Con chị xài một năm rồi đó mà chưa hết một chai. Mà đã vậy ha, tao nói cảm giác khô thoáng nhẹ nhàng mà không sợ viêm nhiễm kể cả mồ hôi. Vậy hả chị? Rồi vì sao chị không lấy ra sớm, làm nãy giờ em lo muốn xỉu luôn à. Ai biết ngứa đường nào gãi trời. Có bệnh mà giấu hoài luôn á. Quyền ý là nhân vật tình huống có đặt ra một câu hỏi là cách lựa chọn dung dịch vệ sinh chuyên biệt như thế nào và đâu là sản phẩm đáp ứng như tiêu chuẩn đó. Thì câu hỏi của anh Quyền Linh đặt ra cũng khá nhiều các bà mẹ cũng quan tâm lắm. Có rất nhiều sản phẩm, ví dụ như mình mua mình phải chọn sản phẩm như thế nào và tiêu chí đặt ra làm sao. Thì các tiêu chí mà để lựa chọn, ví dụ như dung dịch vệ sinh chuyên biệt dành cho trẻ trên 1 tuổi chẳng hạn, thì cái tiêu chí đó là gì? Thì thứ nhất, người ta phải quan tâm đến cái nguồn gốc sản xuất của cái sản phẩm này là từ đâu. Sản xuất là từ những cái nơi đó đáng tin cậy hay không. Cái thứ hai, người ta lưu ý là cái hiệu quả của nó như thế nào. Sản phẩm này sử dụng có hiệu quả hay không. Cái quan tâm thứ ba là liệu cái sản phẩm này thực sự nó có an toàn hay không. Thì cái an toàn người ta dựa vô cái gì? Người ta dựa vô cái sản xuất từ nguyên liệu như thế nào. Những cái sản phẩm mà sản xuất trên cái nguyên liệu mà từ thiên nhiên thì được cho là an toàn. Ví dụ như từ cái cây lô hội chẳng hạn, hay là bisoprolol hoặc là dibetanol và axit lactic nữa. Nếu mà phối hợp những cái thành phần đó lại với nhau thì cái sản phẩm đó nó có cái hiệu quả tốt trên em bé. Để đảm bảo tính an toàn á, thì sản phẩm đó phải được thử nghiệm trên những cái làn da khác nhau và đặc biệt những cái người bị nhạy cảm, cái làn da dễ nhạy cảm mà sử dụng đó vẫn an toàn thì cái sản phẩm đó đạt. Rồi phải tiện lợi nữa. Tiện lợi là sao? Là cái sản phẩm đó phải dễ sử dụng và sử dụng chỉ có một lần trong một ngày thôi là đạt hiệu quả mong muốn, ví dụ vậy. Và có tính chuyên biệt, nãy mình còn nói tới tính chuyên biệt là như thế nào. Những sản phẩm chuyên biệt là gì? Là sản phẩm đó sản xuất ra với cái chủ đích là cho đối tượng nào. Ví dụ như cái sản phẩm đó dành cho trẻ trên 1 tuổi thì đó đúng là phù hợp với cái lứa tuổi đó. Sản phẩm mà chủ đích dành cho người lớn thì người ta sẽ tạo ra những cái độ pH
hay là tính nhiệt khuẩn cái gì đó nó phù hợp với cái làn da người lớn. Đó là những cái tiêu chí mà người tiêu dùng quan tâm để mà chọn lựa sản phẩm cho con em của mình. Và như cái clip mình xem lúc nãy đó, thì các bà mẹ sử dụng cái Oiland Intima Baby là cái sản phẩm mà sử dụng nó phù hợp với lại trẻ trên 1 tuổi, đúng theo 5 tiêu chí mình đặt ra. Như vậy là chúng ta đã thấy rằng nhân vật chúng ta đã sử dụng đúng cách để vệ sinh vùng kính cho bé và thoát khỏi viêm nhiễm cũng như là cái mùi hôi cũng như là ngứa ngáy vùng kính của bé. Vậy thì chị ấy đã làm đúng cách rồi. Dạ. Vậy chúng ta sẽ xem tiếp tục cái sự tâm sự chia sẻ của bà mẹ thế nào. Khi mới phát hiện con bị bệnh á, thì từ đó tôi mới ở nhà chăm sóc con và tìm hiểu phương pháp điều trị cho con. Biết đến sản phẩm dung dịch vệ sinh vùng kín hàng ngày chuyên biệt cho bé Oiland Intima Baby của công ty dược phẩm Vinh Gia, độc quyền phân phối trực tiếp từ châu Âu. Tôi đã sử dụng ngay trong khoảng thời gian ngắn, chưa đầy một tuần tôi sử dụng á, thì thấy vùng kín của bé không còn ngứa và không còn mùi hôi nữa. Tôi sẽ tiếp tục dùng cho bé đến khi trưởng thành. Chúng ta đã nghe phần đánh giá của bác sĩ và nhân vật chúng ta đều đánh giá rất tốt về sản phẩm. Về dung dịch vệ sinh vùng kính hàng ngày chuyên biệt Oiland Intima Baby cho trẻ 1 năm tuổi trở lên có ưu điểm vượt trội gì so với những cái phương pháp, những cái sản phẩm thông thường mà các bà mẹ vẫn sử dụng hàng ngày? Thì cái sản phẩm mà anh Nguyễn Linh mới nói đó thì nó có cái ưu điểm của nó. Ưu điểm thứ nhất là nó có tính chuyên biệt. Tại người ta sản xuất để mà sử dụng cho trẻ 1 tuổi trở lên. Thứ hai là nó an toàn, có thể sử dụng được cho những bé có làn da nhạy cảm và hầu như các loại da khác nhau đều được có thể sử dụng được hết. Bởi vì sản phẩm này đã được chứng minh, đã được thử nghiệm trên lâm sàng rồi, trên mọi loại da. Cái thứ ba là nó được sản xuất bởi một cái nhà máy được kiểm nghiệm cũng như đạt chuẩn GMP ở châu Âu. Cái ưu thế vượt trội nữa đó là gì? Đó là sản phẩm này không có mùi và dễ sử dụng. Và nó được Bộ Y tế Việt Nam cho phép lưu hành trên đất nước mình. Thì như vậy đây là cái ưu thế vượt trội của sản phẩm Oiland Intima Baby so với những sản phẩm khác. Cảm ơn bác sĩ. Và cái câu hỏi cuối cùng Linh nghĩ rằng là các bà mẹ sẽ đặt câu hỏi dành cho bác sĩ cũng như những giải pháp làm sao của ta có thể chăm sóc vùng kính cho bé thật là tốt. Xin mời bác sĩ. Với vai trò là một người mẹ thì tôi đặc biệt rất là quan tâm đến sức khỏe của con cái. Vậy bác sĩ có thể cho tôi và những khán giả xem truyền hình được biết cái phương pháp nào để vệ sinh vùng kính cho bé được hiệu quả hơn hay không ạ? Trong trường hợp mà con gái tôi bị hăm đỏ, ngứa, có mùi hôi ở vùng kính do mặt bỉm nhiều á, thì liệu cái dùng cái dung dịch vệ sinh vùng kính hàng ngày chuyên biệt cho bé Oiland Intima Baby như giới thiệu trên thì có tốt hay không ạ? Như chúng ta biết á, thì chăm sóc nuôi nấng một bé từ nhỏ đến lớn á, không phải là điều đơn giản. Ngoài cái việc mà cho bé ăn uống dinh dưỡng như thế nào để bé phát triển tốt thì cái việc chăm sóc vệ sinh thân thể của bé là điều đáng quan tâm. Và trong đó cái quan tâm nữa là quan tâm tới vùng kín em bé. Mình chăm sóc vùng kín em bé như thế nào để tạo ra cảm giác khô thoáng, sạch sẽ và em bé rất là dễ chịu, ăn ngon, ngủ ngon và phát triển tốt. Và làm thế nào đây? Thì thứ nhất là mình cần phải giữ tay mình sạch, phải rửa tay thật sạch trước khi chăm sóc em bé. Thứ hai, phải tạo cái môi trường chung quanh em bé phải tốt, sạch sẽ. Cái nguồn nước á, phải là sạch mới được. Chứ nếu mà mình sử dụng nước sông, nước hồ gì đó mà mình lên để mình rửa vùng kín em bé là không được. Nước này phải là nước sạch. Rồi phải rửa vùng kín phải đúng cách, là theo nguyên tắc là từ trên xuống dưới và từ trước ra sau. Cái cuối cùng của mình á, mới là lau cái vùng hậu môn để tránh cái lây nhiễm vi khuẩn từ hậu môn qua cái vùng trước là bộ phận sinh dục của bé. Rồi sau khi mình lau rửa sạch rồi thì phải lấy một cái khăn khô để thấm khô em bé. Và nên nhớ rằng cái việc sử dụng những cái sản phẩm cho cái da em bé phải lưu ý không có dùng những cái sản phẩm như là xà phòng mà có chất tẩy rửa mạnh hoặc là sữa tắm hoặc dung dịch vệ sinh phụ nữ người lớn mà cho em bé, bởi vì nó không phù hợp với làn da của bé. Mà nếu mà chăm sóc em bé mình nên lựa chọn cái sản phẩm vệ sinh chuyên biệt cho bé thì nó phù hợp với em bé hơn. Còn đối với em bé nhà mình á, thì bị hăm đỏ ngứa thì mình có thể sử dụng cái sản phẩm như lúc nãy chúng ta đề cập, đó là Oiland Intima Baby, thì nó phù hợp với lứa tuổi của em bé nhà mình. Và khi sử dụng cái sản phẩm này mình có thể sử dụng lâu dài, mỗi ngày mình có thể sử dụng một lần cho bé.
Ví dụ như em bé có thể tiêu tiểu vệ sinh gì đó, thì một lần tắm em bé mình sẽ sử dụng sản phẩm này ở cái vùng kín. Còn những lần thay tã mình có thể dùng nước sạch để rửa em bé, thấm khô và mặc tã cho sạch sẽ em bé. Lúc nào cũng phải giữ cái vùng kín em bé khô, thoáng thì em bé sẽ cảm giác rất là thoải mái, vui chơi hay là ăn uống nó cũng khỏe hơn. Như thế thì em bé của chúng ta mới phát triển tốt và toàn diện được. Cảm ơn tiến sĩ Lê Thị Thu Hà. Có thể nói đây là những cái giải pháp mà có thể chúng ta chăm sóc bé được tốt hơn, đặc biệt là ở vùng kín bé, bởi vì vùng kín rất là nhạy cảm. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những câu hỏi mà khán giả truyền hình đang gửi về cho bác sĩ. Xin chào bác sĩ Thu Hà, tôi năm nay 30 tuổi, con trai tôi mới hơn 1 tuổi. Tôi có một câu hỏi muốn bác sĩ giải đáp. Bé trai có cần thiết phải vệ sinh vùng kín không? Và sản phẩm Olen Intima Baby có thể dùng cho bé không? Xin cảm ơn câu hỏi của chị. Thì mình biết rằng cái vùng kín bé trai mình chăm sóc kỹ cũng là một điều rất quan trọng. Nếu mà mình không chăm sóc vùng kín của bé trai thì nó có thể bị viêm da hâm kẽ cái vùng bạn của bé, rồi viêm da quy đầu. Và nếu mà viêm cái da vùng quy đầu thì nó có thể làm ngứa ngáy, đi tiểu rát, khó chịu, em bé sẽ quấy khóc và khó ngủ, em bé phát triển sẽ không tốt. Mà nếu mà viêm mà lâu ngày nó sẽ lan qua đường niệu, rồi lan qua những cái bộ phận sinh dục khác của bé nữa. Cho nên cái việc chăm sóc vùng kín của bé trai cũng rất là cần thiết. Còn mình nên sử dụng cái dung dịch chuyên biệt Olen Intima Baby cho bé hay không? Thì dung dịch này sản xuất ra dành cho những bé trên 1 tuổi thì có thể sử dụng cho bé trai nhà mình được. Và cái dung dịch mình có thể sử dụng cho em bé đến lớn vẫn được. Xin chào bác sĩ, tôi là Mai. Con gái tôi năm nay 4 tuổi, tôi đã sử dụng dung dịch vệ sinh chuyên biệt Olen Intima Baby cho con từ năm ngoái và rất hài lòng với hiệu quả của sản phẩm. Vậy bác sĩ cho tôi hỏi, trẻ có thể dùng sản phẩm này lâu dài và duy trì trong bao lâu được ạ? Chào chị Mai, mình đã dùng sản phẩm này rồi phải không? Thì cái sản phẩm Olen Intima Baby này có thể sử dụng cho bé từ bây giờ cho đến khi cháu tuổi dậy thì. Có thể được đó chị, mình dùng lâu dài, an toàn và khá là hiệu quả như chị đã nhận thấy. Và cái sản phẩm này đã được kiểm nghiệm và được thực nghiệm khá là an toàn rồi, cho nên chị có thể sử dụng lâu dài cho bé mà yên tâm hả chị ha. Olen Intima Baby, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Với nhiều thành phần có nguồn gốc tự nhiên, các nhà khoa học châu Âu đã cho ra đời bộ sản phẩm làm nách không mùi, giúp giảm tiết mồ hôi và khử mồ hôi nách Aquaceline. Gồm 3 sản phẩm dùng cho người bị hôi nách và ra mồ hôi nách từ ít đến nhiều. Hiệu quả nhận thấy ngay từ lần đầu sử dụng kéo dài đến vài ngày, kể cả khi không hài lòng với lá khử mùi thông thường khác. Mang lại sự tự tin thông loạn ố vàng nách áo, thăm nách. Aquaceline, chuyên gia giảm tiết mồ hôi và khử mồ hôi vùng nách đến từ châu Âu. Aquaceline, giảm mồ hôi, khử mùi hôi. Viêm nhiễm phụ khoa là bệnh thường gặp ở phụ nữ, trong đó phổ biến là viêm lộ tuyến cổ tử cung và viêm phần phụ, gây khó chịu, mất tự tin cho chị em. Thực phẩm chức năng viên nén Nữ Vương Niu là sự kết hợp giữa Ibum Gamma và các thảo dược thiên nhiên, giúp tăng cường khả năng chống viêm và giúp làm lành các tổn thương, giúp giảm các biến chứng của viêm nhiễm phụ khoa. Nữ Vương Niu hỗ trợ điều trị chứng viêm nhiễm phụ khoa, viêm lộ tuyến cổ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Câu hỏi của chương trình tuần này như sau: vệ sinh vùng kín cho bé bằng nước muối là một trong những sai lầm phổ biến của các mẹ hiện nay, đúng hay sai? Các bạn hãy soạn tin theo cú pháp SK gạch dưới đúng hoặc sai và gửi tới số hotline của chương trình 0898616001 sẽ có một phần quà trị giá 300.000 đồng từ công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia dành cho vị khán giả trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0912100XX đã gửi câu trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình tuần trước tới tổng đài. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại hotline 0898616001 để nhận được những phần quà hấp dẫn. Một lần nữa thì cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Lê Thu Hà rất là nhiều về những cái giải pháp, phương pháp cũng như là cách để chúng ta có thể chăm sóc vùng kín em bé được tốt hơn. Ngay bây giờ thì quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi để đặt rất nhiều câu hỏi. Các chuyên gia sẽ cung cấp những thông tin cho quý vị theo số điện thoại 1900 1259 hoặc là 0896 509 509 quý vị nhé. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng dung dịch vệ sinh vùng kín hàng ngày chuyên biệt đến từ châu Âu, Olen Intima Baby của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ thực hiện chương trình. Còn bây giờ thì thời gian phát sóng đã hết. Tiến sĩ bác sĩ Lê Thu Hà và Quỳ Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.
Trước đây khi chưa biết đến phương pháp vệ sinh vùng kín cho bé an toàn và hiệu quả bằng cách sử dụng dung dịch vệ sinh vùng kín hàng ngày và chuyên biệt, chị Uyên Linh rửa cho con bằng sữa tắm, nước chè xanh và lá trầu không. Việc này không những không giúp khử được mùi hôi, hiện tượng ngứa vùng kín và không chữa được hăm mà còn tạo ra nguy cơ gia tăng nhiều bệnh lý khác. Tình trạng hôi ngứa, hăm đỏ ở vùng